ra bãi chiến trận, thấy vòng vây của quân Minh đã bị phá vỡ. Nhà vua biết mình phải làm gì. Xui lắm, bắt hơi nó công an, em theo xui lắm. Yeah. Khỏi thơm đi bác, cho con miếng cam thôi được rồi. Đi đi. Ai một cam lại để mua cho mình đây, cam ngọt. Chạy này ăn một con dế cam bằng ăn một chén cơm. Con này mà chén cơm gì nhỏ xíu, nửa chén à. Lần này là lần thứ năm tôi bị bắt đi vượt biên. Mấy lần trước bị chủ tàu cả, lần thứ ba thì bị bộ đội biên phòng bắt. Sau đó thì ra được tới biển, tàu chìm bơi vô mà không chết luôn. Lần cuối cùng đã tới hải phận quốc tế, thấy chiếc tàu bự tưởng tàu Mỹ, nhào tới. Ai về gặp tàu Liên Xô, đẩy ngược trở vô. Thì mày đi con mình mày à? Vợ tôi với con tôi còn ở Vĩnh Long. Bà sẽ lên thăm tôi cuối tuần này. Còn anh? Má thao vợ à? Vợ con thao giúp anh năm 77. Có tin tức gì không? Đi rồi. Bộ đội biên phòng bắn chìm tàu. Tại nghĩ có người vượt biên ở trên. Làm sao anh biết được? Hồi tao còn ở chạy theo sông Lộc. Người hàng xóm cho ta biết. Ăn chút xíu cơm đi. Để lăn bột chiên. Anh muốn ăn với chân bơ hay là với xào lăn? Ngắt đầu bỏ đậu phộng vô giữa, lăn bột, chiên, rồi cái chấm với nó mắm gừng. Nó bột chiên sao ngon được. Ngắt đậu phộng vô cái bụng đó đó. Anh tặng anh cái đầu, tính lo đắt tỏ. Mẹ, già lắm sao? Còn cứng cửa lắm, đưa cái mình đây. Ê, cái mình em, không, em, không, đưa cái đầu mình. Của anh. Không, đưa cái mình bé béo. À, khốn cái gì? Bộ, ấy đừng nữa, mất chất bộ. Đã dễ khai lắm tới nồi. Mất chất bổ đưa đây. Đi lên. Mẹ, lại một cái mềm nữa. Lại một văn hùng. Bỏ trâu. Bỏ tay, bỏ tay, bỏ tay. Lại ăn trưa xong là tới rồi. Hy vọng mình có thể lo cho mình ra khỏi nơi đây. Chừng nào thì chúng mới hiểu là tụi nó sẽ lấy tiền chúng để nó làm nhục vợ chúng thôi. Tôi chỉ cần một thằng cán bộ xảo quyệt nhưng có lương tâm thôi. Gãy xương mà anh vẫn còn làm việc được. Anh may lắm đấy. Họ nói anh bị thương khi anh chạy trốn. Trong khi chiến tranh ấy, những cái mẩu giấy này có ý nghĩa vô cùng. Nhưng mà từ từ tôi thấy tôi không phải chiến đấu vì những mẩu giấy này.
những cái gì mà nó có ý nghĩa đối với tôi ấy, nó lại không có dính dáng với tiến tranh. Ví dụ như là những cái chén này. Cái chén này tôi mua ở Hải Phòng. Khi tôi nghe hai bác tôi ở Sài Gòn nghèo đến nỗi mà phải ăn cơm bằng cái gáo làm bằng dừa. Hơn một năm trời, tôi cất chúng vào trong ba lô rất kỹ. Chúng khỏi bị nứt mẻ. Trong khi tôi phải ăn bằng lon. Tôi muốn để dành chúng để làm một món quà giải phóng của một đứa cháu. Vậy mà sau ngày 30 tháng 4, khi tôi vào Sài Gòn thăm hai bác tôi, họ mời tôi ở lại để ăn cơm với họ. Cái việc đầu tiên mà tôi nhìn thấy là những cái bát chén bằng gốm sứ của tàu sang trọng. Thế là những cái bát này chẳng bao giờ đến tay của hai bác tôi cả. Trong cái bản tự khai của anh có nói là ngày 30 tháng 4, anh coi nó như là ngày giỗ của anh. Đôi khi tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng đều có khái niệm như vậy thì tốt hơn. Nhưng mà anh không cần phải nêu nó lên trong cái bản báo cáo như vậy. Vì tôi thấy anh bị thương, nên tôi sắp xếp cho anh làm việc ở ngoài dãy Bắc. Anh mà trốn chạy một lần nữa, chính tôi sẽ giết anh. Chỗ này là chỗ nào vậy anh? Đừng có nói, bà cũng không có biết đâu. Có chừng té không? Rễ nhiều lắm. Bước qua. Đừng có xô. Té hết bây giờ. Đứng ngay. Nắm tay mẹ nè. Đi. Mẹ, chừng nào mình mới gặp nội? Taxi lần trước là tới gặp rồi. Taxi? Tôi tưởng mình đi bằng ghe mà. Ở đây người ta kêu ghe là taxi. Chừng nào mình mới tới chú? Đi thì cứ đi hết, mẹ hỏi tới con hỏi. Được rồi, được rồi. Từ từ. Lúc nữa nha. Đi lên thuyền đi, cứ dở đi. Lên con, má đỡ con lên. Gì vậy con? Con bị mất dép rồi. Leo lên, má tìm cho. Nhanh lên chị ơi. Một chiếc lai cầm. Nhanh lên chị ơi, cái dép mà kiếm tiền nhanh lên. Bỏ đi cái dép mà. Mất rồi, không có giờ nữa, mình đi đi. Không có dép con, không đi. Im đi. Con không dép con. Im. Không có dép con, không đi. Im chưa? Chị đổi nắp lên đi. Ra ngoài kia mình giả bộ như là dân buôn bán. Nhớ lấy tay mà khoát nước lên cái trái cây như làm như thiệt vậy nghe. Được rồi. Chị cởi rồi, còn ra đi cùng tôi đi.